Dạ, 10 giờ là máy bay cất cánh. Em không sao, em ổn. Em nhớ rồi. Em cảm ơn anh. Anh, anh mới biết chuyện của em. Anh xin chia buồn cùng em và gia đình nha. Cảm ơn anh. Cố gắng vượt qua nha em. Em xin lỗi. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Em à, ở đây đông người, em đừng nên làm như vậy. Người ta thấy không hay đâu. Anh, em muốn nói chuyện riêng với anh một chút được không? Em sẽ kể cho anh biết tất cả tại sao em làm như vậy. Em kể ra hết để làm gì? Có thay đổi được gì không? Em kể ra hết đâu phải vì anh, mà là để cho em thấy nhẹ lòng. Anh không phải là linh mục nên em không cần phải xưng tội. Mình nhiều đồ thiệt, nhưng mà lại không biết chọn bộ nào cho nó phù hợp. Quyến rũ. Ngủ gì mà ngủ dữ vậy không biết nữa. Ủa mẹ. Nè ba. Con tưởng bây giờ ba mẹ phải ở ngoài tiệm chứ. Con đi đâu mà mặc cái đầm 80 năm chưa mặc tới vậy con? Dạ con. Con đi hẹn hò hả? Ai vậy? Dạ đâu có. Con đâu có đi hẹn hò đâu ba. Ba con nói đúng chứ không có sai. Lần gần đây nhất con mặc cái đầm này á là khi con đi gặp thằng Tùng đó. Tùng? Tùng bộ đội. Trời ơi, không ngờ ba mẹ nhớ dai như vậy luôn á. Không phải là ba nhớ dai, mà đó là lần đầu tiên con đi với trai. Bây giờ con nói thiệt cho mẹ biết đi, con đi gặp ai vậy? Dạ con. Con gặp ai? Tâm An ơi, 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 tôi ở trong này nè, vô đây đi. Chào mấy bà. Dạ, con chào cô chú. Dạ, dạ con chào cô chú. Không có điều gì hết. Hai ba. Dạ, con chào cô chú. Ừ. Nữa hả? Con hẹn hò với mấy đứa này hả? Dạ đúng rồi, tụi con đi chụp hình đó ba. Ở dưới đèo Mimosa có quán cà phê xinh lắm. Dạ, dạ đúng rồi. Cái quán đó phong cách Nhật Bản đó chú. Rất là thích hợp để chụp hình sống ảo. Nên là tụi con tính đi thử coi sao á. Sống ảo? Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy sao chỉ có một mình Tâm An trang điểm, sửa soạn, lên đồ? Còn tụi con? Tụi con để tự nhiên vậy luôn hả? Tại vì tụi con đi theo chỉ chụp hình cho Tâm An thôi à. Tại vì trong nhóm là Tâm An đẹp nhất. Tụi con có lên đồ cỡ nào cũng bị Tâm An nuốt à cô. Dạ dạ. Dạ đúng rồi, đúng. Lúc rồi nào Tâm An cũng chiếm spotlight hết trơn á. Rồi tụi con đi, tụi con có nói với phụ huynh là đi đâu chưa? Hay là giống như hôm qua? Dạ con có nói với mẹ của con rồi. Con chắc không? Dạ chắc chứ. Dạ. Chú mới gặp mẹ của con cách đây chừng 10 phút. Cả mẹ của Hương, mẹ của Tú luôn. Cùng một lúc. Các vị phụ huynh có nói là thưa chú con về. Anh chờ tôi đói bụng quá, tôi về ăn cơm cho Tâm An. Bữa nào rồi mình đi chơi. Dạ cô chú con về luôn nha. Tâm An bữa khác mình đi chơi sao nha. Dạ thưa cô chú con về. Tôi về trước nha. Dạ thưa cô chú con về. Tâm An bye bye nha. Tú Phương. Tâm An, con vẫn muốn đi sao? Mấy
bạn không đi con tự đi được mà mẹ, con tự chụp hình được. Đến như vậy rồi mà con chưa hiểu hả Tâm An? Là sao ba? Là con không đi đâu hết. Con phải ở nhà đến khi mọi chuyện lắng xuống. Ba không muốn con làm hot tiktoker, youtuber gì hết. Ở nhà lấy tài liệu ra ôn thi, không có lông bông ngoài đường nữa. Ba, hôm qua như vậy là đủ rắc rối rồi, đừng làm thêm gì nữa. Coi như ba sinh con hãy sống đúng với cái tên mà con có được không? Hãy để tâm ba mẹ được an. Con có biết ba mẹ mới vừa đi đâu về không? Chú Sáu mới vừa tự tử sáng nay. Chú Sáu là ba của Hoa hậu Minh Hạnh đó. Sao vậy mẹ? Chú vay tiền để đầu tư cho con Tươi, rồi đổ nợ, bế tắc. Con thấy cái giá phải trả cho sự nổi tiếng bất chấp nó kinh khủng như thế nào chưa? Trên mạng thì đây là những hình ảnh nó cặp với đại gia này, đại gia kia. Còn ở nhà, ba nó nai lưng ra trả nợ kìa. Vậy mà con vẫn đam mê cái hào quang đó được sao Tâm An? Xe vào mỗi buổi sáng, không phải là vì quãng đường từ chỗ Ly ở đến trại trẻ cách nhau không xa, mà vì Ly nghĩ đạp xe vào mỗi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Ok, xong rồi anh. Đẹp, tốt lắm em. Dạ. Em có muốn xem lại không? Dạ. Ok ha. Dạ. Anh Tám, mình đi thôi. Dạ. Nghe. Yeah. Đức Anh đang trên máy bay lên Đà Lạt rồi sếp. Biết rồi. Alo, tôi xong rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi qua mail cá nhân hay là mail công ty cho anh đi. Anh gửi cho mail công ty nghe. Ok. Mời vào. Không hiểu. Tôi không hiểu. Hả? Chép hình của Hương Ly rồi mang lên phòng cho cô Lam. À, ok.
chào chị. Em đã cố gắng hết sức rồi. Vô trong nói chuyện sau. Mời chị. Hello, cô Lam ơi. Hello. Đây là tất cả sự thật về cuộc đời của tôi. Một cuộc đời đầy khát vọng, đam mê và lỗi lầm. Chị có đang bôi cái kem mà em đưa cho chị không đó? Chị có bôi nhưng mà hình như là không có hiệu quả. Vậy để em đưa cho chị loại khác coi sao. Chứ mà da chị nhạy cảm, dễ bị nám lắm á. Em chào chị Lam. Chào em. Tới trễ vậy thôi. Ông Tiến kiếm em nãy giờ á. Em mới về tới hồi sáng. Tính về từ khuya hôm qua rồi mà không có xe. Ủa, chứ chị tưởng em đi chơi với ông Trọng. Trời ơi, con Thoa giờ này mà nó chưa chịu tới nữa. Chơi bời cho cố vô. Đại gia, đại gia. Ủa, em tới rồi hả? Từ, em làm cho chị Lam xong á, em làm cho Thoa liền nha. Dạ. Còn Thoa thì... Nè nè, em đọc cái phần đoạn sắc quen này giùm anh nha. Anh ơi, em còn chưa ăn cái gì nữa. Vậy em kiếm gì ăn đi, rồi em vô làm mặt nha. Vậy thôi, em đi ăn nha. Chị Lam, bây giờ em đôn cái phân đoạn của chị lên quay trước nha. Từ khi nào mà chị diễn lót cho một diễn viên trẻ vậy? Đâu có, em đâu có nói chị quay lót cho ai đâu. Em đừng chối nữa, chuyện hồi nãy đó. Em ra set cho phụ anh Tùng xíu. Lát nghe chị với em mình nói chuyện nha. Mới nghỉ có một năm thôi mà mấy đứa nhỏ leo lên đầu ngồi rồi. Chị ơi, mấy đứa bây giờ á, nó đối nhân xử thế kỳ lắm chị. Mà nó cứ tưởng á là nó trẻ đẹp tươi xanh, nên nó cứ tưởng đâu là nó là cái rốn của vũ trụ không à. Con Thoa này nè, không biết nó có dùng bùa ngải gì không mà mấy ông đại gia cứ suốt ngày lũ lượt theo nó. Mai thì đi người này, mốt thì đi người khác. Xô chậu của nó cũng nhiều hơn hồi đó nữa. Mà nó vẫn yếu. Không hiểu sao mấy ông đạo diễn, mấy ông sản xuất á mê nó như gì vậy á. Ủa, mấy chị không để ý nó mới sửa mũi hả? Nghe nói đâu á là chủ gara xe hơi Biên Hòa tài trợ cho nó đó. Nó khoe với em mà. Ủa, sửa mũi thì liên quan gì tới đổi giận hả Tú? Chị này, không biết gì hết trơn trọi. Em nghe nói là mũi quan trọng lắm nha. Trên khuôn mặt của chị á phải sửa làm sao mà cho nó kín nè. Chị biết sao cho nó kín không? Để thu hút tiền tài vật chất gì đó. Nghề diễn viên của mình bạc bẽo lắm mấy chị ơi.
chỉ được có mấy năm thanh xuân thôi, sau đó là phải chật vật tìm chỗ đứng. Anh nghe nói em với con Thoa cự nhau trong phòng hóa trang hả? Em cự hồi nào? Trong đoàn phim. Người ta xầm xì là em sợ con Thoa nó lấn lướt em, nên em đánh tiếng với thằng Tiến, dằn mặt con Thoa. Hơi đâu mà anh tin mấy tin đồn trong đoàn. Em mà có chuyện gì em sẽ gặp mặt con Thoa, không có đợi ai đánh tiếng đâu. Về danh tiếng em hơn nó, về tuổi nghề nó cũng thua em. Nó không ngại thì thôi, em ngại làm chi? Có gì em cứ nói với anh, đừng có tự tung tự tác, làm mọi chuyện rối lên như vậy. Ai cũng có một thời, giờ là thời của con Thoa. Ý anh nói em hết thời à? Khán giả vẫn còn hâm mộ em, nhưng khán giả kéo nhau tới rạp là vì có tên của con Thoa. Quy luật trong nghề này là vậy. Anh nghĩ em đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều này khi em quyết định có con. Dự án Miền Đồng Thảo, bên đầu tư đã quyết định chọn con Thoa vô vai Du Miên. Cho dù phía sản xuất trong đó có anh đã cố gắng bảo vệ em, nhưng chẳng lẽ chị? Em, chị đợi em lâu không? Không, chị mới tới à. Uống cái gì gọi đi em. Dạ. Em ơi. Dạ. Cho chị ly nước cam không đường nha. Dạ. Mà sao chị trùm kín mít vậy? Bộ sợ bị ai theo dõi hả? Không có, chị sợ đám nhà báo nhiều chuyện thôi. Chị sợ người ta biết chị phẫu thuật. Con nhỏ này, nói gì đâu không. Mà chỗ đó làm ổn phải không? Ổn, chuyên nghiệp lắm. Bác sĩ bên hàng qua làm nên chị rất yên tâm. Đây nè. Đó. Em coi, ổn không? Hơi bầm xíu. Ừ, em thấy ổn á. Bầm nhưng ít bữa hết bầm là chị đẹp liền. Thiệt hả? Em hy vọng chị của em lấy lại được những gì đã mất. Bác sĩ có kêu chị là phải căng da mặt nữa, nhưng mà chị hơi phân vân một xíu. Thôi đừng có phân vân. Em thấy á, chị mà căng da mặt lên á là đẹp xuất sắc luôn. Thiệt hả? Được đà, mình làm tới luôn đi. Trùng tu một lần rồi thôi. Chị cũng định vậy á. Làm đi. Sao rồi em? Tên bác sĩ chạy trốn về nước rồi. Bệnh viện đóng cửa. Cái gì? Không hoạt động nữa sao? Lam! Lam! Nghe anh nói nè. Không có gì đâu anh. Em cần nghỉ ngơi một chút. Lam! Anh đừng có lên đây nha. Lam! Thiện Quang, Louis, 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 nghe rồi bro, xuống. Hi bro, làm gì lâu vậy? Xong việc chưa? Xong rồi. Vậy về đi hả? Rồi đi đâu vậy? Giờ tôi lên công ty, cậu đi chung không? Ủa? Sao bro nói 2 giờ mới đi họp báo mà? Thì đúng là 2 giờ mới họp báo, nhưng mà bây giờ phải lên công ty sớm để họp trước với phòng truyền thông và phòng pháp chế về nội dung cuộc họp á mà. Vậy giờ sao? Ừ? Cậu sao? Có đi chung không?
Chắc là bro đi trước đi. Tôi đi công việc xong rồi ghé qua sao? Hôm nay bị gì lạ lạ vậy ta? Sao cũng được. Ừ. Thôi đi à. Ừ, bye. See ya. See ya. Chào chú. À. Cảm ơn anh đã chịu đựng em nguyên cả buổi sáng. Cảm ơn gì chứ, công việc của anh mà, không cần khách sáo vậy đâu. Mà em giỏi lắm nha, tiếc lắm á nếu mà em không theo nghệ thuật. Em cảm ơn anh, nhưng mà em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Cái thiếu sót của em ở đây á là do lâu rồi em không đứng trước máy quay. Lần sau em sẽ làm tốt hơn vậy nữa. Dạ. Mà anh tin ha, cái clip đầu tiên này sẽ đem đến cho khán giả thật là nhiều cảm xúc. Dạ. Ê, không cảm ơn. Anh về nha, chiều nay anh qua rồi mình làm tiếp. Dạ anh về cẩn thận nha. Cậu đó có phải là YouTuber Chí Thiện không? À dạ đúng rồi, chú cũng biết ảnh hả? Chú cũng coi kênh của cậu ấy mà. Với lại cách đây mấy ngày á, cậu ấy có đến tìm con. À con nhớ rồi. Thôi con vui làm việc nha chú. Nói nghe nè. Dạ. Bộ con tính làm YouTuber nữa hả? Dạ không có. Con chỉ nhờ anh ấy quay cho con mấy cái clip chơi chơi thôi, chứ con cũng không có ý định làm YouTuber đâu chú. Xinh đẹp như con mà không nổi tiếng á là uổng phí nhan sắc lắm đó nha. Chú cứ chọc con hoài à. Con vô nha. Con ở yên đó, cứ bám sát nó, có gì thì báo em. Ok. Em nghe anh Phúc ơi. Chiều nay cậu tới họp báo nha, đừng có vắng mặt. Dạ, em không biết ăn nói gì đâu, để em nói thư ký đi thay là được rồi. Cậu là chủ, hay thư ký của cậu là chủ của thằng Đức Anh chứ? Cậu có muốn dự án này tiếp tục không vậy? Tại cái thằng chó đó, nó làm em mất hứng rồi. Nhưng bây giờ phải tìm cách kéo thằng Đức Anh quay lại dự án. Dư luận đang có ý kiến kêu gọi tẩy chay phim của mình đó. Chưa kể là mấy nhãn hàng đòi rút lại tài trợ. Không có nó, mình sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Dạ, em hiểu rồi ạ. Vậy thì 2 giờ em có mặt ạ? 1 giờ cậu đến là vừa. Tôi với cậu á sẽ thảo luận một chút việc trước khi vô học. Vậy nghe. Dạ anh, dạ, dạ. Sao anh lại đến đây? Anh tìm em có việc gì sao? Anh có việc quan trọng muốn hỏi em về cô Lam. Mẹ Lam? Ừ. Sao anh lại hỏi em về mẹ Lam mà không phải là hỏi anh Bảo? Anh nghĩ là em thân với cô Lam hơn là Bảo. Em thấy cái gì đó sai sai nha. Em là con nuôi thì làm sao mà biết nhiều chuyện về mẹ Lam mà anh Bảo được. Em hiểu cô Lam hơn Bảo mà. Anh thấy Bảo không hiểu cô Lam gì hết. Anh muốn hỏi về mẹ Lam. Ừ. Có chuyện gì liên quan đến anh sao? Ừ. Anh nghĩ là cô Lam biết về nguồn gốc của anh. Sao anh lại nghĩ như vậy? Sáng nay anh đã làm một chuyện có lỗi. Ừ. Anh đã lén đọc cuốn tự truyện của cô Lam. Và trong cuốn tự truyện đó có một chương viết riêng về Thiện Quang. Đó không phải là tên anh sao? Tên trùng tên là chuyện bình thường mà Louis. Không, anh linh cảm đó chính là anh. Cô Lam biết về nguồn gốc của anh. Vậy thì anh gặp mẹ Lam mà hỏi. Sao lại hỏi em? Em không biết gì đâu mà trả lời. Làm sao có thể hỏi cô Lam được? Chẳng lẽ bây giờ anh gặp cô Lam và nói là: cô Lam ơi, con đã đọc lén cuốn tự truyện của cô, con biết là cô biết rõ về nguồn gốc của con, cô có thể giải thích cho con biết được không? No, anh nghĩ là không nên. Mẹ Lam cũng không ưa anh.
Em nghĩ anh nên gặp hỏi thẳng. Chứ bây giờ anh hỏi em, em đâu có biết gì đâu mà trả lời anh. Mà thôi, bây giờ em cũng có chút việc rồi, chắc là em xin phép đi trước. Gặp lại anh sau nha. Bye Ly. Louis. Con chào cô. Cô Diệu tìm thấy cái sợi dây này ở trên cổ con vào cái đêm mà con bị bỏ lại ở cổng trại trẻ đó. Cô có nhắn với Hương Ly là nói với con qua nhận lại, nhưng mà chắc Hương Ly nó quên á. Sợi dây này có ý nghĩa gì không cô? Ý nghĩa? Kiểu như là, là một loại bùa chú hay là một tín hiệu gì đó mà ba mẹ con để lại cho con? Thường á là mấy đứa bé nó mới sinh ra, người ta hay cho nó đeo cái vòng bạc hay là mấy sợi dây như vậy nè, để trừ tà ma bệnh tật. Nhưng mà cái sợi dây này á thì nó có ý nghĩa như vậy hay không á, đối với con á thì cô không dám chắc. À, hay là cô cho con lại địa chỉ của cô Diệu đi. Lần trước con có tới nhưng mà con quên mất rồi. Cô Diệu theo con gái đi về quê nội rồi. Nhưng mà bây giờ con có gặp, chưa chắc gì cô Diệu nhớ lại những chuyện ngày xưa. Sao mẹ không nói trước với con? Lúc Louis hỏi, con không biết phải phản ứng ra sao hết. Mẹ không ngờ là thằng Louis lại đến gặp con để hỏi chuyện đó. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Thì con cứ nói là con không biết gì hết. Mà thật sự là con có biết gì đâu. Có gì đâu mà con phải lo sợ. Con sợ Louis dùng ép quá. Con sẽ không thể nói dối. Lúc đó mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Bà Lam đã có ý cho Louis biết sự thật từng chút một để nó không bị sốc. Nên nếu con có lỡ nói cho Louis biết thì cũng không sao. Con nghĩ là không nên. Như vậy không hay một chút nào hết. Quên nữa, con phải tháo sợi dây này ra. Sao mà con phải tháo nó ra? Cô Thúy nhờ con đưa cho Louis sợi dây của anh ấy. Nếu như mà con đưa, anh ấy sẽ phát hiện hai sợi dây này giống nhau. Nhờ ba giữ giùm con. Bình tĩnh đi Hương Ly. Mẹ thấy con còn rối hơn Louis đó. Mẹ biết là tính con không biết nói dối, và con càng không muốn dính líu tới những rắc rối của gia đình người khác. Một mình con đủ rắc rối rồi mẹ. Vào đi. Con chào ba. Con nghe nói báo chí đã gửi một số câu hỏi cho chiều nay rồi. Ừ, ba đang xem. Con ngồi đi. Dạ. Con đừng quá quan tâm vào các câu hỏi đó. Điều quan trọng là thái độ của con. Phải làm như thế nào để họ thấy con là một người dám làm dám chịu và sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về mình và chấp nhận một cuộc nói chuyện thẳng thắn để mời Đức Anh quay lại cái dự án này. Con đã rất sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những hành động mà con đã gây ra, tại vì con sai mà. Nhưng mà để có một cuộc nói chuyện với Đức Anh hay là xuống nước với nó, xin lỗi ba, con làm không được. Nhưng mà sức ép của dư luận bây giờ là thằng Đức Anh phải có mặt trong cái dự án này, bởi vì nó xứng đáng. Thậm chí dư luận còn muốn đổi luôn đạo diễn, bởi vì đạo diễn đã làm cho họ thất vọng. Con xem trong này đi. Tất cả những bình luận của khán giả, trong trang của phim, trong trang của công ty, và trong clip của thằng Đức Anh tối hôm qua. Con xem đi. Con bị gài. Xong giờ con phải xuống nước với nó nữa. Khốn nạn. Bà thấy khốn nạn không? Vậy thì con chứng minh mình bị gài đi. Chứng minh đi. Thank you.
Lam ơi! Cô Lam ơi, cô Lam! Cô Lam không có nhà hả cô? Cô Lam có số điện thoại không? Cô cho con số điện thoại với. Cô ơi, con cần gặp cô Lam gấp, cô giúp con với. Dạ. Dạ. Alo, tôi nghe. Alo, cô Lam hả cô Lam? Con có thể gặp riêng cô được không? Hiện giờ cô đang rất bận. Khi nào về nhà gặp con sau nghe. Hay là con đến gặp cô? Cô đang ở đâu? Cô đã nói là cô đang rất bận, không có tiện gặp con lúc này. Khi nào cô họp xong về nhà rồi nói chuyện sau. Chào con. Cô